Grad Roll-up Shop bán ad roll-up uy tín giá rẻ và vòng quay may mắn chỉ với 10k, có cơ hội trúng tới 8.000 rubup. Ngoài ra còn có sự kiện đua top nạp thẻ nhận quà khủng lên tới 10.000 rubup nha mọi người, và nhiều hấp dẫn khác đang chờ đợi các bạn, hãy cùng tham gia nha. Ok, hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà đây, và hôm nay mình sẽ chơi map của nước ngoài da. Yeah. Và bạn nào có map hay thì nhớ gửi về Gmail cho mình để mình trải nghiệm thử nha. Rồi thì đây là map có tên là Runner mọi người, có nghĩa là cái map chạy nhanh đó mọi người. Các bạn cũng biết mấy cái map này mà đúng không? Rồi, kiểu như map này không phải là map sinh tồn đâu, map giải trí thôi. Và ui rất là đẹp luôn mọi người, kiểu như mình là người khổng lồ ở trong cái map này vậy. Đây, đứng chỗ mấy cái cây khổng lồ là các bạn thấy không? Và nó có cái cục gì ở đây, đá hay gì đó. Và rất là đẹp luôn, mình thấy map này trang trí khá là đẹp. Unlock all áo vô. Đây là tác giả tạo ra map này mọi người, skin rất là đẹp luôn. Có cái vụ cục dây vô đường nữa hả, hay vậy. Ở bên kia có một con quỷ lửa và ông Steve tí hon mọi người. Ê, Steve bị mắc đen thui vậy. Ở đây có một con dê núi, một con gà, map rất là dễ thương luôn. Ui con bò này dễ thương vậy. Và play game thì mình đi vô đây ha, nhưng mà mình sẽ khám phá hết chỗ này cho mọi người xem how to play chơi như nào. Và đây là cái chỉnh gì đó. Thôi bắt đầu chơi thử nha mọi người, let's go. Ủa, vậy là chơi chưa? À, ấn vô mọi người ạ. Run. Ủa, mình nghe nhạc Minecraft mọi người. Ủa, run như nào? Ê, khó chơi vậy. À, hiểu rồi, kiểu như mình né đường á mọi người. Không sao, không sao. Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. À, chắc là mình sẽ vô cái chỗ này trước. Kiểu như mình né mấy cái này hay sao đó mọi người ạ. Mình nghĩ là vậy á. Đấy, có dòng chữ nè. Rồi biết luôn là có nghĩ mình né mấy cái con vật hay là mấy cái đồ ở trên đường á mọi người. À, hiểu hiểu rồi. Hồi nãy mình chưa hiểu thôi, bây giờ hiểu rồi. Ui Dipper dễ thương vậy. Tính ra cái map này khá là hay á mọi người. Rồi lại nha, hồi nãy chưa hiểu thôi, giờ hiểu nè. Rồi né mấy cái cây đúng không. Ồ, đi đường này cũng được hả? Ê, mình mở rộng ra được nè. Ủa, cái gì vậy? Đây, tính ra mình có thấy... Đây này là phải thấy nhân vật ở phía dưới đúng không? Cái này không cho mình thấy nhân vật ở phía dưới mọi người à. Rồi sao mình biết đường mình đi? Trời ơi, game. Đi, đâu có thấy nhân vật gì đâu. Rồi, ở đây đợi mấy con quỷ gấu nè. Mấy con quỷ gấu đi chậm vậy. Rồi qua đường, qua cái dòng sông băng này. Ý, kiệt. Rồi qua được rồi. Mình không có thấy nhân vật của mình mọi người à, thật sự luôn á. Nếu mà thấy nhân vật thì sẽ dễ chơi hơn. Đợi mấy cái con quỷ này đi qua này. Rồi mình đi thẳng qua luôn. Ê, mình có thấy đâu. Trời ơi, game lỗi à. Mình đi vô đây thử xem. Giá để giáp. À, mình lựa chọn nhân vật này. Đây, nó có nhân vật đàng hoàng luôn. Ê, được rồi này mọi người. Ê, được rồi này. Đúng không? Mình đã chọn nhân vật Alex. Bây giờ mình sẽ trở lại nha, coi thử là có nhân vật Alex hay không. Đây. Nó phải như vậy chứ. Hồi nãy là chưa bấm nhân vật mọi người. Ui, như vậy chơi nó hay hơn nè, mình mới thấy được nhân vật của mình. Ê. Ê, tính ra cái xe tàu lửa nó chạy hơi bị nhanh luôn á. Quỷ. Ê, từ. Qua bên đây, rồi lên đây. Mình đụng mấy cái cây thì không có sao nha. Ôi thực sự nó hơi bị khó chơi luôn á mọi người. Bạn nào mà thử cái map này thì sẽ biết thôi. Rồi mình đã đi qua được. Ui cái xe mỏ nó chạy cực kỳ nhanh luôn. Rồi qua mấy cái con trâu này. Ê! À có đèn xanh đèn đỏ đó đúng không? Đáng sợ bởi mọi người à. Cái xe mỏ nó chạy cực kỳ nhanh luôn, né không kịp luôn á. Mình thấy có cái gì đằng sau á, hình như là khói bụi bám vô người mình là mình chết hay sao, nên là mình phải chạy nhanh mọi người. Đấy, cái gì bỏ vô nó chạy nhanh. Rồi nó tắt rồi nè, nó mở lên mới đáng sợ mọi người. Ê! Thật sự là mình đã dừng rồi mọi người à. Mình đã dừng cái nút di chuyển rồi, 100% mình đã dừng cái nút di chuyển rồi mà con nhân vật nó vẫn đi. Không phải là máy của mình nó bị giật đâu mọi người à. Là do cái này nó khó điều khiển lắm, nó không theo ý muốn của mình mọi người ơi. Rồi ok. Ê, lùi lại. Đấy, cái xe mỏ không đạn, nó chạy nhanh lắm. Ê, may quá, núp được rồi. Núp trước cái đã.
Mình đâu có ngờ tới là cái bè nó bị sập đó mọi người. Ê, cái bè nó sập hả? Thôi tôi sẽ đi mua một con nhân vật khác. Con Alex này có vẻ xui mọi người. Chuyển đi. Rồi, chơi tiếp mọi người. Hay là đổi map được không? Chắc là không đâu. Hình như mỗi con nhân vật nó sẽ có một cái vòng. Đấy, cũng vòng hồi nãy nè. Ok, chắc là tiếp sẽ hên hơn ấy mọi người. Mình tin là vậy. Cũng vòng hồi nãy luôn á. Ý trời. Thật sự luôn. Cái xe mỏ nó nhanh. Rồi, cho cái này tắt ra. Đợi, nó tắt là xe mỏ nó mới không chạy qua. Mình hiểu rồi, không phải đèn xanh đâu mọi người à. Là chỉ cần cái đèn đỏ nó tắt thôi. Ê, cái này hơi khó nha. Quá nhanh luôn. Tắt nè, tắt nè. Ê, may quá, qua kịp rồi. Ê, cái này hơi khó nha. Cái này giống cái game gì mà có một cái con vật đi qua đường nè. Mình nhớ nhớ mình chơi vài lần rồi. Ê, có vẻ như là mình đi sai đường rồi ấy. Ê, đường này đi không được. Ui, thôi xong rồi, cái khói nó đuổi theo mình. Hình như đó là một cái khí độc rồi đó. Không, nhưng mà cái vòng ông Steve chơi dễ hơn nha. Mình thấy map này khá là hay á mọi người. Bạn nào mà kiểu chưa trải nghiệm thì thử trải nghiệm đi, hay lắm luôn á. Ok, mình sẽ... Ui, khói nó đến nhanh vậy, chạy nào. Mấy ông nội đi qua nhanh lên cho tôi qua nữa. Ủa, đi đứng nào đây, bên kia đây kẹt đường rồi, qua bên đây mới đúng. Chạy nhanh qua luôn. Ê, sao đông Evoker vậy? Anh ơi, đi từ từ thôi, đi nhanh đi vậy. À, chết mình rồi, mình biết ngay mà, mình băng qua cái lúc đèn đỏ rồi. Ok. Mới có 43 điểm mà mình đã chết rồi. Lại một lần nữa mọi người ơi. Không sao hết, cái gì khó thì mình sẽ làm nó dễ lại thôi. Let's go. Cho xe bỏ nó qua này. Sao mình cảm giác sao mình cảm giác là cái khó nó đến nhanh lắm mọi người. Ui. Ok, qua được rồi, không sao hết. Rồi, đơn giản đúng không? Tắt đèn đi, đúng rồi. Ok, mình đã qua được rồi. Hướng nào mới đúng đây? Ý. Tới đây tự nhiên kiểu bị lú mọi người, không biết đi cái bè đâu luôn. Mình sẽ đổi qua con bò đi. Đây, hay là zombie đi ha. Ê, Scare cũng dễ thương nè. Ê, Enderman nó còn dễ thương. Ui, rất là nhiều. Ê, rất là nhiều nhân vật hay luôn á mọi người. Đây, ông Steve này nè. Ông Steve này có vẻ thú vị. Mình sẽ chơi ông Steve mặc áo hoodie nha mọi người. Vùng tuyết nha mọi người. Đấy. Vùng tuyết chắc là dễ hơn. Ê, sao khó đến nhanh vậy? Vùng tuyết có mấy ông Evoker tuyết. Rồi, thôi xong đi, nhầm hướng rồi. Ủa hình như là nó khác so với nãy mọi người. Ui mấy cái xe mỏ khốn nạn. Mình đã qua được bên đây rồi. Không sao, không có gì làm khó được cách cả. Mấy con gấu này đi nhanh lên. Rồi tắt đèn hết rồi, đi qua luôn. Với mấy cái map hồi nãy thì map này có vẻ ok hơn. Ý. Qua nào. Ý. No. Ok, mình sẽ đổi nhân vật. Mình đổi với con Pitlin thử đi. Đấy, biết ngay mà. Ui, nghe tiếng Pitlin luôn ấy chứ. Trong địa ngục có xe mỏ hả? Ây da. Có con Wither Boss. Ý, Wither Boss này hai màu nha mọi người. Nói chung là mỗi con mob á, nói chung mỗi nhân vật á thì sẽ có một cái map khác. Đấy, như cái Pitlin nó sẽ là map địa ngục. Đấy, khá là thú vị á mọi người. Mấy con Viderbot nó cũng bỏ đi nữa hả? Cũng biết sợ nữa hả? Ok, mình đi qua được bên đây rồi. Hình như là sai đường, có nhảy được không? Ê, khó nha. Nếu mà các bạn lựa sai đường á là coi như đi luôn, không có quay lại kịp đâu. Cái khói nó đến nhanh lắm. Mình đâu có lựa chế độ dễ hay khó đâu ta. Nó tự động mà. Trời, thề luôn, cái xe mỏ nó nhanh quá. Tốc độ xe mỏ nó nhanh hơn mình gấp mấy lần mọi người. Ok, đứng lại đó. Tới xe mỏ là phải đứng ngay. Ý, kẹt. Ủa, bị kẹt. Không phải do mình di chuyển lên đâu mọi người à. À lộn, không phải là do mình không di chuyển lên mà là bị kẹt.
thật sự là mình ăn cái nút đi lên mà nó không chịu đi. Đợi các bạn chơi cái map này rồi các bạn sẽ biết thôi, là cái nút nó khó di chuyển cực kỳ luôn. Ý ghép mấy cái xe mỏ ghê. Nói chung map nó cũng không dài lắm đâu mọi người ạ. Mình sẽ chơi con dê núi thế này. À chắc là cũng tuyết thôi. Con Ripper thử này. Ủa vẫn là lá cây hả? Trời ơi, nhìn con Ripper nó di chuyển kỳ lạ vậy. Đợi xe mỏ này. Rồi nó hết và ui xe mỏ đi nhanh quá. Ripper nó có chức năng nổ không ta? Ok. Ê đúng rồi, cái đèn nó tắt rồi mà. Mình không hiểu nha, cái đèn nó tắt rồi mà xe mỏ nó vẫn chạy qua. Ê chỗ cái đèn đỏ mình hơi lú mọi người à. Nè đèn tắt rồi đúng không? Đi qua nè, bình thường nè, đó có sao đâu. Ok, có vẻ như là mình đi nhầm hướng rồi. Ủa đi sao ổng cũng chết nữa hả? Thôi cày quá. Ok, mình nghĩ là mình chơi tới đây thôi mọi người à. Mình chơi thử con bò đi. Chơi một lần nữa rồi mình sẽ kết thúc nha. Bạn nào chơi map này và phá đảo rồi á thì nhớ để lại comment cho mình biết nha. Phá đảo chắc là cũng bình thường thôi. À, con bò nha mọi người. Ê, nhìn nó nhảy là cò mắc cười quá. Cảm giác nhân vật nó di chuyển khá là khó mọi người. Nó không đơn giản như các bạn nhìn mình chơi đâu. Ui đi chết rồi. Ok mình đi tới đây được rồi. Mới có 33 điểm đó. Nhanh lên. Nhanh lên. Khói nó tới rồi. Ui tí nữa xe nó tông rồi. Ok có vẻ con bò này may mắn đối với mình đó mọi người. Qua luôn. Đúng rồi qua luôn. Ok cái này mới khó này. Ê, biết ngay mà quỷ xe. Ui tính ra còn dài lắm mọi người à. Ê nó còn lót map thêm nữa chứ không phải là tới đó hết đâu. Rồi mình thấy map này khá là hay á mọi người. Các bạn thấy map này như thế nào? Đừng quên để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha. Và các bạn còn những map nào hay nữa thì nhớ gửi về Gmail cho mình nha. Và ok bye bye mọi người. Hẹn các bạn vào video map lần sau.